Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra vườn tiếp tục hái trái cây nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hái dâu tây Việt Quốc, rồi mình kiểm tra cái bụi khoai tây của mình. Củ đã to chưa? Nếu củ to mình sẽ nhổ luôn, mình lấy khoai tây lên nha. Rồi cà chua cũng chín nữa nè. Nói chung là hôm nay có gì hái đó trong vườn, để cho cây chuẩn bị đi ngủ đông nha các bạn. Mùa đông sắp đến rồi, cây cối chuẩn bị ngủ đông thì mình sẽ thu hết trái vô nha. Đó, bây giờ mình bắt đầu đi hái trái dâu tây đây. Bây giờ mình xem thử có trái nào không các bạn ơi. Đây có một trái nè. Đó, xem có hái được không. Quá đẹp các bạn ha. Trái nào ok đó, hái. Wow, hôm nay lại hôm thứ nhất hái được một trái nè các bạn. Mới đổi cái dĩa khác, chứ mình bỏ vào trong cái hộp á, nó khuất ánh sáng không có thấy được. Rồi mình sẽ để đây, rồi tiếp tục hái nha. Có trái nào nữa không? Wow, ở đây nè. Đó, nhúc nhích thấy liền. Một trái đỏ thì là đỏ, dễ thương ơi là dễ thương. Hái thôi. Sao mình thích những cái trái nào mà nó thừa ra ngoài, nó gió thổi, nó đông đưa, nhìn dễ thương các bạn ha. Quá dễ thương luôn, nhìn cái trái nè. Thấy cưng hết sức. Rồi, được hai trái, tiếp tục thùng thứ hai. Thùng thứ hai hôm nay cũng nhiều lắm đó. Quá chừng nè các bạn ơi. Một trái nữa nè. Trái này hái luôn nha. Hái không các bạn? Hái đi. Ăn cũng ngon mà. Wow, ở đây nữa nè, cái trái này mình thích nhất nè. Nhìn nó chín mà nó mảnh mảnh, nhìn đẹp quá. Hái. Wow, tưởng đâu là ít dâu. Trong sao mà nguyên năm lúc nào mình cũng được hái dâu các bạn ha. Wow, ở đây một trái nữa nè. Nhìn nó nằm, thấy mắc kẹt, thấy thương chưa. Đó, mình sẽ bật ra mình hái. Đâu rồi. Nó có nguyên chùm không? Đây, nguyên chùm nè. Hai trái xanh thì nhỏ tí tí, còn chín thì nó bự, thiệt là bự. Trái có con gì cắn không vậy? Con gì liếm miếng rồi nè. Rồi, nó liếm mốt trái dâu rồi các bạn ơi. Rồi, bé thỏ, chút xíu nữa bé thỏ lấy đó. Còn nữa không? Trong đây có mấy trái nè. Trái này nó hơi bị khô khô héo héo rồi. Mình mê mấy trái này, ăn thấy đã lắm. Đó, cái dĩa này đựng dâu thấy đẹp các bạn ha. Wow, hấp dẫn quá. Còn nữa không? Đây nè, đây có một trái như bị con gì nó cạp rồi. Uổng quá chừng luôn, trái bự thì là bự. Nhìn ngon ha, nhìn bề này thấy ngon mà bên này lật qua cái đằng sau nó tới nó liếm cho miếng đó, liếm gì mà cái lưỡi nó bằng xương hay sao, nó liếm một cái là lủng lỗ liền. Còn nữa không? Trong này có cái trái gì ngộ chưa nè. Hái luôn. Hươm hươm đỏ đỏ nè. Wow, ngon quá. Dán mấy ngày không hái dâu, giờ ra hái lại thấy đã thiệt. Tuy ít ít nhưng mà hái cũng thích tay rồi. Đó, gặp mấy cái lá khô thì mình nhặt bớt đi. Thùng thứ ba xem có gì không các bạn ơi. Để tạm cái dĩa dâu qua bên kia. Wow, ở đây có một trái mình không hái bị hư rồi nè. Bị cái con gì nó ăn thấy ghê chưa. Yêu. Ghê quá. Rồi, còn cái này nữa. Thùng thứ ba chỉ vậy thôi. Mấy trái này có ăn được không? Ok không các bạn? Đây nè nè, đây nè, đây nè. Còn được không đây? Hay con gì nó ăn rồi? Còn được nè các bạn ơi. Hái hai trái này của thùng thứ ba nè. Nó có một chùm còn sống nữa nè. Hái thôi. Ừ.
Ngày nào cũng ra mốt dâu thì cũng có được mớ các bạn ha. Còn mình mà không mốt thì để con sau nó mốt giùm cho. Đó. Lá khô lá gì quá chừng. Rồi, thùng thứ ba có trái đông đưa không? Đã hết rồi đó các bạn. Qua thùng thứ tư. Đó, ba thùng đã xong nha. Thùng này thùng tư. Xem em tư này có trái không? Em tư này mấy bữa nhiều trái lắm. Wow, ở đây nè. Trái chín mọng đỏ. Này đỏ tươi luôn ha. Đẹp quá à. Hái thôi. Dễ thương chưa các bạn? Nhìn cái trái không nỡ ăn luôn á. Quá chừng đẹp. Đó, kéo ra nắng cho nó đẹp. Wow, ở đây nữa nè. Đã chưa? Bui ra cái thấy hai trái cái là mừng. Hái liền thôi. Ngon ha. Đó, cái này chắc ăn ngọt lắm ạ. Wow, mới có mấy thùng thôi mà mấy thùng này có trái, còn mấy thùng sau chắc không có trái bao nhiêu đâu. Còn nữa không? Cái thùng thứ tư này ít bữa nữa tới tháng 9 đó các bạn. Mưa đó, nó ra dâu đẹp lắm. Trời mưa bay bay lạnh lạnh là dâu nó thích. Nó ra đây đây. Đây một trái đông đưa nè. Nguyên cái chùm này. Hái thôi nhanh lên. Ở trong này cũng có một mớ trái còn xanh nữa nè. Đó các bạn thấy không? Còn nữa không? Wow, ở giữa này nè. Hy vọng nằm sát đất. Hy vọng có một con gì nó cắn rồi. Đây, nó cắn rồi các bạn ơi. Hy vọng không cắn mà hy vọng nó cắn nhìn là biết rồi. Ok ha. Trái này không bị cắn nè. Cái chùm nó đâu? Cái chùm nó đâu vậy? Nó phải có cái chùm của nó chứ. Sao mà nó mắc kẹt cứng ngắc ở trong này vậy? Cái chùm nó chỉ được như vậy thôi à. Đó. Cái cọng nó rất là mỏng thì cái trái nó lại nhỏ các bạn. Cái cọng này mà dày á thì trái lớn, giống như dâu trì view. Cái cọng nó dày, mỗi lần bứt bứt không nổi luôn á. Đó, bứt thì đau móng tay. Rồi, thùng này là thùng dâu bạch tuyết. Dâu bạch tuyết không có gì đâu. Rồi, dâu bubble berry. Thăm coi bông ra tới đâu rồi. Bông thì ra bông quá chừng nè. Hy vọng tháng 9 nha. Cuối tháng 9 á sẽ ra trái cho mình. Đó, bây giờ tốt chưa? Ra bông đó. Ôi chà. Trồng hai cái giống dâu lạ này thì ra trái tệ quá à. Thôi, tạm biệt cái dâu này. Qua thùng dâu thứ 8 á. Thứ 8 có trái nào không? Đợt trước có chùm đầy hái rồi. Còn nữa đâu? Còn nữa không? Còn trái non thôi. Wow, ở đây có thùng dâu bubble berry nè. Nó ra trái ngộ chưa? Hái đi. Đó. Trái màu hồng các bạn. Nhìn lạ quá ha. Nó chín nó màu tức cười thiệt á. À, các bạn thấy rõ chưa? Bubble berry chín nè. Nó lòng thòng qua bên này đây nữa nè. Đó, nó thơm. Dâu bubble berry nó thơm. Nó chín một cái là sau nó lên nó ăn liền các bạn. Nó thơm ngát à. Nó không có nghe cái mùi dâu bình thường mà nó thơm nặng. Mùi ao. Chà, cái cây gai này nó chích đau dễ sợ luôn á. Nè các bạn thấy nè, gai không là gai. Rồi, qua thùng cuối cùng các bạn ơi. Đó, thùng thứ 8 cũng. Thùng thứ 8 nè, có cái chùm này nè, chuẩn bị chín nè các bạn. Đó ha. Cái trái này thấy đã chưa? Nó ra ửng xanh hồng nè, trắng nè. Đẹp quá. Đó. Ngắm cái trái này nha, khoảng 2-3 ngày nữa là chín đẹp lắm đó. Ok, thùng thứ 7, đó, biết rồi đó, biết rồi. Rồi bữa nào ra hái thôi. Rồi, thùng thứ 8. Thùng thứ 8 có gì không? Xung quanh có gì không? Wow.
ở bên này nè các bạn. Wow wow wow, đã chưa? Nè, tưởng không có chứ. Một chùm luôn. Nè các bạn ơi, thấy chưa? Chùm, để mình xem mấy trái non của nó như thế nào. Đó, được trước mình xếp một chùm ngay thùng thứ 8 nè. Thấy tiếc vậy sợ, giờ thấy nó ra kìa. Vừa bông, vừa trái non nữa. Nhìn đẹp như mơ ha. Quá chừng đẹp luôn. Đó. Hái thôi. Ngắm đủ rồi. Ừ, cái này phải hái từ từ thôi nó dập. Cái cọng nó cứng lắm. Wow, được trái rồi đó. Hai trái, quá đẹp ha. Nhìn trái dành tươi thiệt là tươi. Đó, tươi từ cuốn cho đến trái. Quá đẹp luôn. Đây. Đó, mấy thùng rau hái được chừng này ha. Này một người ăn dư rồi các bạn. Đó, đẹp chưa? Rồi bây giờ đi qua thùng dâu triệu view. Thùng dâu triệu view bây giờ cũng đang nghỉ ngơi để ra bông ra trái đó. Cho nên cũng không có nhiều trái. Nè. Triệu view có được hai trái nè. Hai trái nho nhỏ thôi cũng đẹp quá ha. Đó. Dâu triệu view. Vô đây luôn ha. Còn nữa không? Đó, nó ra trái một thời gian là nó nghỉ ngơi các bạn. Nè, cái này mình không ra hái nè, bị con gì nó cắn cho mấy miếng luôn, trái hư luôn rồi. Có được cặp ở đây đẹp quá ha. Cặp này có bị con gì cắn không? À, con gì cắn rồi. Con nào cắn để riêng qua bên đi. Tí cho thỏ. Đó, dâu triệu view nè các bạn. Mới hái được trái nhỏ tí tí. Các bạn ơi, hôm nay Việt Quốc cũng chín vài trái nè. Đó. Thì mình mang dĩa ra đây mình hái ít nha. Rồi để đây. Ngon chưa? Hái ăn nha. Ăn không các bạn? Đó, ngon quá chừng. Mấy trái này ăn mới chua chua nè. Đó, được mấy trái rồi. Hái tiếp tục nha. Ngon không các bạn? À, Việt Quốc thì hơi giống trái sim nhưng mà ăn nó khác hẳn trái sim các bạn. Không có giống 100% đâu. Ở đây. Trên này cho nó sáng nè. Wow, đẹp chưa? Rồi, ở đây có một chùm chín được mấy trái. Dưới này nè. Mới đây mà mặt trời xuống rồi nó không có còn rõ lắm. Trái này ngon nè. Wow, ở đây nè các bạn. Chùm này chín mọng nè. Chín này ngọt lắm á. Đã chưa? Ngon hấp dẫn ha. Hái mà thèm luôn các bạn. Đó. Nhiều hơn bữa trước đó. Đó, càng ngày thì chín càng nhiều. Đây nữa nè. Cái trái này cứ còn mềm mềm thì hái ok mà, nó còn sống. Còn nữa không đây? Ở dưới gốc này, dưới gốc có mấy trái này. Rớt mất một trái rồi. Mấy trái đó, có ít thì hái ít, có nhiều thì hái nhiều. Sang năm mình sẽ trồng nhiều lên. Trái này cặp này hái luôn. Chưa gì mình đụng vô mấy trái xanh nó rớt rồi nè. Xanh ăn chua lắm. Rồi à. Cây Việt Quốc nhiều trái thì bây giờ bớt hết rồi. Bớt xuống rồi đó. Nè.
lần lần cũng phải chín rồi vô nhà thôi. Đây đây con cái ok không? Rồi hái miếng chùm gì rớt gì. Đây có trái nữa nè, hai trái hết rồi đó các bạn. Trái này ok không? Hái rồi được nhiêu trái các bạn ơi? Kết quả hôm nay mình hái được chừng này trái cây trong vườn này các bạn đó. Việt Quốc là ít nhất á, ít nhất nhưng là nhiều trái nhất đó. Tại vì nó nhỏ đó, thấy không? Không biết bao nhiêu trái nữa nha. Rồi bên này nữa, dâu tây nè đó, dâu tây từ nãy giờ cứ bưng đi dập dìu, bây giờ không biết có dập hết chưa nữa. Nhìn ngon ha đó, hai cái dĩa này dễ thương. Rồi video dâu tây với Việt Quốc thì mình để chung vào một cái thì mình quay một cặp nè đó, các bạn xem chưa đó. Dâu tây Việt Quốc hôm nay được hai dĩa. Rồi khoai tây với lại cà chua mình sẽ để chung vô một video nha, các bạn nhớ xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.